Chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh Đi Audio Sài Gòn. Ai đang xem kênh của Bi thì quý vị nhớ nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào cái chuông bên cạnh nữa nha quý vị. Hôm nay Bi sẽ test cho quý vị. Hôm bữa mình test nhạc vàng, nhạc trữ tình Bordello AR model 226BS rồi, dòng loa bút xe của AR. Thì bây giờ mình sẽ test thêm một bản nhạc tay nữa để cho quý vị có cơ hội trải nghiệm thêm. Dòng AR này thì không phải bàn cãi nhiều về thương hiệu. Thương hiệu này quá chi là nổi tiếng của quý vị ạ. Và cái model này đã được sản xuất tại Mỹ nha, Made in USA. Nó có chiều cao 45, chiều rộng 24,5 và chiều sâu 27. Nó có một loa bass, một loa bass mid và một loa treble còi. Lưới tem còn đầy đủ cho quý vị. Tem thì nó không có tem lưới, có tem thùng luôn. Nó có hai con tem, một con tem nó dán trên cái loa dress và một con tem ở phía góc thùng nha. Lưới nó đây, đi đậy một cái để quý vị nhìn. Đây, nó xé được này thì nó lòi con tem ra đây. Nhìn trên lưới nó không có tem nha, chứ không phải là mất tem. Công suất của nó là 150W tối đa trên một thùng. Độ nhạy 91 dB và trở kháng của nó là 8 ohm. Những cái dòng của xe của AR thì rất là dễ phối ghép âm ly, chứ nó không có khó giống như những dòng bánh bò như quý vị. Cái phiên bản này có hai màu, một màu đen nữa. Và bây giờ thì Bi chỉ có được một màu đỏ cherry thôi, không có màu đen nha, một màu đỏ cherry. Bây giờ Bi sẽ test nhạc tay qua cái đôi AR của Sell với mức giá là 6 triệu đồng này. Xin mời tất cả quý vị thưởng thức. Và quý vị cũng đừng quên là bên mình vẫn luôn bán USB lossless chất lượng cao, chất nhạc sẵn nha. USB hoàn toàn mới quý vị về. Nếu quý vị có TV Smart hoặc là những đầu giải mã DAC mà nó có đọc được USB. Có những cái đầu giải mã nó có cổng USB nhưng mà nhạc nó chỉ đọc được nhạc chất lượng thấp như MP3 thôi quý vị ạ. Còn nhạc bên mình là chất lượng cao nên có những cái đầu nó không đọc được nha. Nên quý vị gắn vào TV, gắn vào máy tính là hình như như thế là nó đọc hết. Thì như hầu hết là không có những cái TV Smart nào đời mới mà không đọc. Và bây giờ B xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức một bản nhạc tay. Quý vị không hiểu lời chúng ta có thể cảm nhận được nhạc mà đúng không? Chúng ta có thể cảm nhận được phần nhạc. Xin mời tất cả quý vị cùng nghe. This is a right-away letter. I gotta mail it today. Straight to my main inspirer. Says urgent from the USA. It's got this heart in sight. The postage is my soul. Contains a message from millions. Say he don't go. $10,000 guitars waiting, but it ain't quite the same. You got a knack for sailing, and it's stamped with your own grand name.
sailors. As captain, you must know. You bring a message to millions. Say, keep on going. And keep on going. Oh, don't take my fun. Keep on going. Keep on going. Tommy out again.